xin chào bác. Vâng. Trưởng ban tổ chức mà câu lạc bộ những người yêu ca hát của trên toàn quốc. Vậy mà hôm nay là đơn vị đăng cai thì bác nghĩ sao về vấn đề tổ chức như thế này? Xin chào các bạn. Hôm nay sinh nhật lần thứ nhất của câu lạc bộ những người yêu ca hát, với vị trí mà được câu lạc bộ phân công làm trưởng ban tổ chức, tôi rất là xúc động với những cái tình cảm của các thành viên câu lạc bộ, những người ở rất là xa, kể cả nước ngoài, trong thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, không quản ngại thời tiết, đường xa, đã mang về cho cái buổi sinh nhật câu lạc bộ một cái niềm vui, niềm phấn khởi trong một cái tình cảm mọi người đối với nhau vô cùng là ấm cúng. Trong cái trách nhiệm làm trưởng ban tổ chức, chúng tôi cũng cùng với anh chị em trên Mê Linh hết sức cố gắng để đạt được những cái kết quả tốt nhất. Tuy nhiên có thể trong quá trình thực hiện vẫn còn những cái nó còn khiếm khuyết, nhưng mà mọi người đã dành những cái tình cảm, những cái lời động viên khích lệ rất là ấn tượng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các thành viên câu lạc bộ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại lần sinh nhật tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, cũng rất vui hôm nay câu bộ những người bạn yêu hát được tổ chức lần đầu tiên tại Mê Linh, Hà Nội. Và chúng tôi cũng có một những niềm đam mê và tạo một sân chơi để tất cả mọi người dành tình cảm cho nhau về đây cùng ca hát. Đó là mục tiêu và chỉ tiêu của câu bộ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị cố vấn, các chị Phó Chủ tịch cùng tất cả các quản trị viên đã hết mình từ khắp mọi miền đất nước về tổ chức buổi sinh nhật lần thứ nhất hôm nay được thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, tôi là Danny Đăng, là trưởng ban cố vấn của câu lạc bộ những người bạn yêu ca hát. Tôi rất là vui mừng khi mà từ thành phố Hồ Chí Minh xa xôi trở về mảnh đất Mê Linh, nơi diễn ra sự kiện tổ chức sinh nhật lần thứ nhất của câu lạc bộ những người bạn yêu ca hát. Hôm nay trong không khí được tiếp xúc với tất cả các anh chị em, được đón chào tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ toàn quốc trở về đây, thật sự tôi cảm thấy rất ấm áp và cũng mong muốn tất cả các anh chị em đoàn kết và mai mốt sẽ đón nhận được sự tiếp tục giao lưu, học hỏi những cái kinh nghiệm và để cho cải thiện cái cuộc sống của chúng ta về tinh thần nó được thoải mái và ngày càng, cũng chúc là câu lạc bộ xây dựng ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa. Cảm ơn. Xin chào, tôi là Minh Tín, người quê hương Bắc Giang, và hôm nay rất vui và vinh dự được trở về nhà hàng Hoa Cau của Phúc Yên và được giao lưu và gặp gỡ tất cả các anh chị em trên toàn quốc, rất là vui ạ. Và cũng xin cảm ơn tất cả từ ban quản trị cho đến ban tổ chức, lãnh đạo và kể cả nhà hàng đã tạo điều kiện để cho chúng tôi có những cuộc gặp mặt như thế này rất là ý nghĩa. Và chúc mọi người có sức khỏe và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống ạ.
Vâng, hôm nay là ngày sinh nhật của câu lạc bộ Những Người Bạn Yêu Ca Hát. Tôi là Khải Hoàn, đến từ đơn vị Mê Linh. Rất vinh dự cho đơn vị Mê Linh hôm nay được đăng cai tổ chức buổi sinh nhật hôm nay. Tôi xin chúc tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc, thật hạnh phúc và thật vui vẻ trong buổi sinh nhật hôm nay. Và câu lạc bộ Những Người Bạn Yêu Ca Hát, để gắn kết yêu thương, chúng ta sẽ mỗi một năm sẽ tổ chức sinh nhật một lần. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa các anh các chị, em là Đỗ Thị Tác, nick lên là Thị Tác. Hôm nay rất là vinh dự cho Quên Mê Linh chúng em được tiếp các anh các chị để kỷ niệm cái ngày sinh nhật câu lạc bộ Những Người Bạn Yêu Ca Hát năm 2022 lần thứ nhất. Nên là Đỗ Tác rất là vinh dự đến đây để giao lưu, học hỏi các anh các chị và để kỷ niệm những cái ngày rất là trọng đại của chúng ta. Em xin gửi tới các anh các quý vị một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, mà chúc cho các anh các chị câu lạc bộ mình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, ngày càng vững mạnh hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Và em cảm ơn anh Ngô Trinh rất là làm ảnh rất là tốt, chụp ảnh quay phim video rất là tuyệt vời. Anh các chị yêu mến anh Ngô Trinh, anh Ngô Trinh là sẽ điện cho anh Ngô Trinh, trân trọng cảm ơn. Cho phép MC Thu Hiền xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu các vị khách quý lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và ân thượng nhất ạ. Kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, khi con người ta có chung sở thích, đam mê, sự quan tâm về một điều gì đó hay thứ gì đó, người ta sẽ tập hợp nhau lại và cùng nhau chia sẻ, thực hiện điều ấy. Dần dần, từ những nhu cầu về vật chất, tinh thần, nhu cầu được hòa nhập với cộng đồng, gắn kết với con người với nhau mà người ta thành lập nên các câu lạc bộ. Câu lạc bộ Những Người Bạn Yêu Ca Hát là một câu lạc bộ mới được thành lập được 1 năm tuổi. Tuy nhiên đã gắn kết được rất nhiều những con tim cùng chung đam mê với con số lên tới 1.400 thành viên và ban quản trị 44 thành viên. Đó là một niềm vui lớn, niềm tự hào của câu lạc bộ chúng ta. Cũng chính vì bởi sự gắn kết giữa các thành viên trong câu lạc bộ và những hoạt động diễn ra với sự tham gia của tất cả mọi người, câu lạc bộ Những Người Bạn Yêu Ca Hát đã trở thành một gia đình lớn của mỗi người. Mọi người có những giây phút vui vẻ bên nhau, những kỷ niệm đáng nhớ, và bữa tiệc ngày hôm nay cũng là để thỏa lòng những tâm tư tình cảm đó. Và cũng chúng ta hãy nộp một tràng vỗ thật lớn cho chương trình ạ. Xin được bắt đầu ạ. Thưa quý vị và tham dự với chương trình chúng ta trong buổi sáng hôm nay, chúng tôi xin được dành những giây phút đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý.
xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của anh Nguyễn Văn Đức, chủ tịch câu lạc bộ. Và chúng ta hãy nổ một tràng pháo thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của Miss Danny Nam, trưởng ban cố vấn câu lạc bộ. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của anh Quang Nhật, chị Thu Đào, anh Trung Thực, anh Phùng Hảo, phó chủ tịch câu lạc bộ. Và đến tham dự chương trình hôm nay, câu lạc bộ rất vui và vinh dự khi có sự hiện diện của các câu lạc bộ bạn. Xin đổ một tràng pháo thật lớn cùng chào đón câu lạc bộ Hà Nội Vui Là Hát Kết Nối Mọi Miền. Xin quý vị hãy đổ một tràng pháo thật lớn cùng chào đón câu lạc bộ Hòa Nam Âm Nhạc Kết Nối Mọi Miền ạ. Và chúng ta hãy đổ một tràng pháo thật rộng ra để cùng chào đón câu lạc bộ Tuyên Quang Kết Nối Toàn Cầu. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của câu lạc bộ Tiếng Hát Từ Làng Quê. Và chúng ta hãy đổ một tràng pháo thật lớn để cùng chào đón câu lạc bộ Vui Là Hát, Hát Là Vui. Vâng ạ, và cùng với đó là có sự hiện diện của các thành viên câu lạc bộ ở khắp nơi trong nước và ngoài nước như Sài Gòn, Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, đảo Síp, Mỹ, Đài Loan. Quý vị hãy đưa một tràng vào tay thật lớn để cùng chào đón tất cả chúng ta được không ạ? Vâng ạ, và tới tham dự với chương trình hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu có câu lạc bộ Hoa Mai Kết Nối Yêu Thương. Quý vị hãy đọc một tràng và tâm thật lớn để cùng chào đón được không ạ? Và để tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Nguyễn Văn Đức, chủ tịch câu lạc bộ, lên phát biểu đánh giá kết quả hoạt động một năm vừa qua và phương hướng của một năm tới. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các anh chị trong ban cố vấn, thưa các anh chị em quản trị viên và toàn thể các thành viên có mặt tại buổi kỷ niệm ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi đến tất cả các quý vị đang hiện diện tại buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay lời cảm ơn, lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị, có thể nói một năm qua đối với câu lạc bộ Những Người Bạn Yêu Ca Hát là một khoảng thời gian không dài, nhưng là một khoảng thời gian đã đủ để đánh dấu và khẳng định sự phát triển và lớn mạnh của câu lạc bộ. Nhân sự kiện kỷ niệm câu lạc bộ tròn một năm tuổi, chúng ta đã để lại những gì mà câu lạc bộ đã làm được trong một năm qua, thưa các anh chị em và các bạn. Một năm qua đã trôi kể từ ngày đầu thành lập, với số lượng thành viên còn rất khiêm tốn, chỉ có 3-40 thành viên, đội ngũ quản trị viên rất mỏng và còn yếu. Với sự nỗ lực của toàn thể các chị em quản trị viên cũng như toàn thể các thành viên câu lạc bộ, những con người thật sự thật có niềm đam mê âm nhạc cùng với lòng nhiệt huyết sẵn có của mình đã dành hết tình cảm và tâm huyết cho sự phát triển của câu lạc bộ. Cho đến hôm nay, câu lạc bộ đã đón nhận trên 1.400 ca sĩ tham gia và chúng ta đã có được ban quản trị viên với số lượng 44 quản trị viên. Hôm nay có thể nói chung ta vô cùng phấn khởi và tự hào về chặng đường xây dựng và phát triển của câu lạc bộ vừa qua, bởi vì những người bạn yêu hát của chúng ta đã không chỉ là nơi vui chơi ca hát mà còn nơi gắn kết yêu thương của hàng ngàn trái tim yêu âm nhạc khắp mọi miền đất nước. Thưa các anh chị và các bạn, mọi sự khởi đầy nan, tuy buổi ban đầu có bộ cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự tham mưu của ban cố vấn, sự đồng lòng đoàn kết của đội ngũ quản trị viên và sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các thành viên, chúng ta đã xây dựng câu lạc bộ thành một sân chơi chung cho mọi người ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.
câu lạc bộ đã trở thành một điểm đến lý tưởng để các ca sĩ trao chọn cho nhau niềm đam mê yêu âm nhạc. Thay mặt ban quản trị câu lạc bộ, tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp của tất cả các anh chị em trong ban cố vấn, các anh chị em quản trị viên và toàn thể các thành viên, đặc biệt là các anh chị lớn tuổi nhưng rất nhiệt tình tham gia lên sóng giao lưu, cổ vũ, động viên và các ca sĩ như chị Hồng Nụ, anh Dung Hoàng, như cặp đôi anh Đình Đề, vân vân. Vâng, xin chân thành cảm ơn tới các anh chị ca sĩ là quản trị viên đã tham gia sắp xếp và tổ chức các buổi lên sóng chào mừng các sự kiện của đất nước trong năm, các buổi lên sóng chúc mừng sinh nhật của các quản trị viên, đã chuẩn bị chu đáo và lựa chọn các ca khúc rất hay và phù hợp với chủ đề của sự kiện. Nổi bật nhất có thể kể đến nhóm ca sĩ Mê Ninh, nhóm Thành Chú Minh, nhóm Bắc Giang, nhóm Hải Dương, vân vân, nhóm Bắc Ninh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những đam mê của mình, quyết tâm xây dựng câu lạc bộ những người bạn yêu hát trở thành một sân chơi chung vui vẻ, lành mạnh và điểm đến lý tưởng của tất cả các trái tim yêu âm nhạc. Câu lạc bộ sẽ là một bông hoa tươi đẹp lung linh. Sẽ là những bông hoa tươi đẹp lung linh trong rừng hoa âm nhạc. Chúng tôi rất mong tiếp tục được đóng góp sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình hơn nữa của các anh chị em và các bạn trên khắp miền Tổ quốc để xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn, tạo tinh thần giao lưu học hỏi với các câu lạc bộ bạn để nơi đây luôn là một điểm đến đặc biệt cho tất cả mọi người. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ nhất của câu lạc bộ, chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui cùng với quý vị, quý khách, cùng với niềm tri ân sâu sắc với mọi người, nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ quản trị viên và các thành viên đã luôn đồng hành cùng với câu lạc bộ trong không khí tương mừng ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng tuyên bố lễ mừng sinh nhật lần thứ nhất câu lạc bộ những người bạn yêu ca hát được chính thức bắt đầu. Xin thay mặt trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến quý vị cùng toàn thể các chị em quản trị viên và các thành viên trong câu lạc bộ đã đền bù sinh nhật câu lạc bộ ngày hôm nay. Chúc câu lạc bộ những người bạn yêu ca hát luôn tràn đầy khí thế, những bước trưởng thành, phát triển của mình và đại vững trong tương lai. Chúc buổi lễ sinh nhật và những nhất của chúng ta thành công. Xin rỡ, xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, quý thân mến, và để chúc mừng cho câu lạc bộ chúng ta tròn 4 năm tuổi, một năm với rất nhiều những khó khăn. Bên cạnh đó, chúng ta đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời cho cuộc sống. Một năm đánh dấu sự gắn kết giữa các thành viên cùng chung niềm đam mê, nhiệt huyết. Không để quý vị chúng ta chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt của mình lên phía trung tâm sân khấu để cùng chứng kiến những giây phút quan trọng nhất của bữa tiệc ngày hôm nay ạ. Đó chính là sự kiện chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ Hội những người yêu ca hát tròn 1 năm tuổi ạ. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ạ toàn thể ban quản trị, ban cố vấn câu lạc bộ sẽ cùng di chuyển lên phía trung tâm sân khấu ạ. Xin mời chủ tịch câu lạc bộ, trưởng ban cố vấn các phó chủ tịch, phó ban cố vấn ạ, trợ lý chủ tịch và anh trưởng ở ban tổ chức Đỗ Đình Đề ạ. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta cùng đến với chương trình ạ. Chúc mừng sinh nhật trong buổi sáng hôm nay ạ. Vâng ạ, và xin mời chủ tịch câu lạc bộ chúng ta dây đến vào vị trí trung tâm được không ạ? Vâng ạ, và trên sân khấu của chúng ta hiện diện trong lúc này đây, đó chính là sự đông đủ của chủ tịch câu lạc bộ, trưởng ban cố vấn, các phó chủ tịch, phó ban cố vấn, trợ lý chủ tịch và anh trưởng ban tổ chức Đỗ Đình Đề ạ. Và cũng chúng ta hãy đọc một tràng có thật lớn về chương trình ạ. Sinh nhật cho 1 năm tuổi của câu lạc bộ, những người bạn yêu bài hát sẽ được bắt đầu ạ. Happy birthday, happy birthday to you. Hát
nhật ạ, để cho toàn thể của chúng ta sẽ cùng ạ hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ tròn 1 năm tuổi ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, và trong giây phút này đây thì chúng ta đang cùng chứng kiến ạ một chiếc bánh nhỏ hình tròn tượng trưng cho sự tròn vẹn hạnh phúc đầy đủ ạ của câu lạc bộ chúng ta. Vâng ạ, xin mời nhạc công bên cuối ạ có thể cho thưởng thức một bản nhạc hết sức đây để cho tất cả của chúng ta có thể hát vang ạ, hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật đúng không ạ. Và khi chúng ta hãy gặp một nhà có lớn chúc mừng đúng không ạ. Chúng ta hãy đồng một tràng hóa tình lớn để chúc mừng và cảm ơn được không ạ? Tiếp theo
câu lạc bộ Hoa Mai kết nối yêu thương ạ. Và xin được thay mặt cho câu lạc bộ xin được cảm ơn những tình cảm của nhóm Thái Nguyên rất nhiều ạ. Không có một lá hoàng tôi thắm được chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ ạ. Một tràng pháo tay thật lớn, thật rộn rã để cùng chúc mừng và cảm ơn được không ạ? Cũng ạ, và xin được trân trọng cảm ơn chủ tịch câu lạc bộ ạ, cùng toàn thể quý vị khách mời ngày hôm nay cũng đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình tới đây để cùng chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ những người bạn yêu ca hát tròn 1 năm tuổi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Thay mặt cho câu lạc bộ những người bạn yêu ca hát ạ, cũng xin được cảm ơn những tình cảm của những người bạn của chủ tịch câu lạc bộ rất nhiều đã bớt chút thời gian tham dự và chúc mừng cho buổi sinh nhật câu lạc bộ lần thứ nhất ngày hôm nay ạ. Và quý vị hãy cho một tràng pháo thật lớn để chúc mừng được không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều một chương trình nghệ thuật đặc biệt chúc mừng sinh nhật tròn 1 năm tuổi trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và để tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục tiếp theo đến từ câu lạc bộ Vui Là Hát, Hát Là Vui với một bài thơ rất là tuyệt vời mà câu lạc bộ đã chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật ạ. Và quý vị chúng ta hãy đưa một tràng pháo thật lớn để cùng chào đón được không ạ? Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các bạn yêu ca hát, tôi xin đọc một bài thơ từ sáng tác. Cách xa chỉ một mong chờ, mà như chả thể bao giờ gặp nhau. Sao không dài bắc cầu trăm thành chóng mặt vì nhau sang bờ. Hôm nay mượn nghỉ ta thơ gặp nhau tâm sự mộng mơ rồi tình bạn nhà câu lạc bộ bồi hồi vòng tay nắm chặt để rồi bên trước sau vui bên sân khấu muôn màu yêu thương cánh xa dầm nẻo đường em nam anh bắc vẫn vương quê mình. Câu lạc bộ Vui Là Hát cùng câu lạc bộ những người bạn yêu ca hát, một gia đình lớn dạng giàu lời ca. Chúc cho tình cảm nhà ta đoàn kết sức mạnh vươn xa. Cảm ơn chủ tịch. Bên nhau vui nở nụ cười, hạnh phúc ngấm áp tuyệt vời bạn ơi. Chia tay lòng già chơi vơi hẹn lần sau nhé. Xin chúc một đại gia đình hạnh phúc sáng ngời hào hoa. Xin chào tạm biệt và hẹn lần này sang năm. Vâng, xin cảm ơn Thu Đài cũng là quản trị viên của bên câu lạc bộ Vui Là Hát của chúng tôi. Xin cảm ơn Thu Đào ra đi.
Chiều sông thương đến từ tốt múa. Thank you.
đến từ dân ca quan họ Bắc. Hãy subscribe.
hôm nay đoàn Hòa Nam âm nhạc chúng em sẽ gửi tới quý vị một ca khúc, đó là ca khúc Khách đến chơi chơi nhà. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nấm lòng hoàng mộng mơ Oh,
Tôi mãi
Xin gửi lời chào tất cả các anh chị cùng quý vị tại buổi lễ hôm nay ạ. Thank you.
rất nhiều. Cảm ơn các bạn con nuôi chuyện rất nhiều. Xin mời quý vị nghe một làn điệu vong cổ để thay đổi không khí. Ừ.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
triển vững mạnh hơn nữa. Tôi rất vinh dự hôm nay là được câu lạc bộ những người thích yêu ca hát và đây là dự. Thế nên là thấy mình là phấn khởi ra và trẻ ra rất nhiều đấy à. Chào mọi người. Hôm nay là buổi sinh nhật câu lạc bộ những người bạn yêu ca hát lần thứ nhất được tổ chức tại nhà hàng Hoa Cau Mê Linh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thế hôm nay là tất cả trong ngày là có cả Bắc Trung Nam xung họp một nhà và cái sự kiện hôm nay tổ chức rất là tốt đẹp. Vâng, một lần nữa Xuân Thường xin cảm ơn tất cả các anh, các chị và các bạn. Một lời chúc, một lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin cảm ơn ạ. Xin chào tất cả cả nhà thân yêu. Hôm nay là Thu Đào là đại diện cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh ra đây lên nhà hàng Hoa Cau tại Mê Linh Vĩnh Phúc để dự sinh nhật lần thứ nhất của câu lạc bộ những người bạn yêu ca hát. Thật là hôm nay Thu Đào rất là xúc động, vô cùng xúc động và phấn khởi khi lần đầu tiên được tham dự một cái chương trình rất là khoa học, bài bản và vui vẻ, đầm ấm, mang tính cách đầm ấm áp của một cái câu lạc bộ gia đình. Thu Đào rất là mong muốn lần sau mình sẽ lại có dịp tham dự một cái tiệc như vậy nữa. Xin cảm ơn cả nhà. Vâng, em là Đỗ Tác. Em hôm nay rất vinh dự Mê Linh chúng em lại được đón tiếp các anh các chị từ Trung Nam Bắc về đây để chung vui với chúng em để dự cái câu lạc bộ sinh nhật những người bạn yêu ca hát. Chúng em ở đây nhưng mà tuy là nó tình cảm nó chưa được như là các miền Trung, nhưng mà chúng em rất là đón tiếp các bác nồng nhiệt, rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Và xin chúc cho câu lạc bộ chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Phạm Loan xin chào cả nhà thân yêu nhé. Hôm nay Phạm Loan Xuân Thường rất vinh dự được đi tham dự câu lạc bộ những người bạn yêu ca hát. Lần đầu tiên Phạm Loan Xuân Thường đi sinh nhật câu lạc bộ rất là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại câu lạc bộ mình lần sau tốt đẹp hơn ạ. Xin chào cả nhà. Cho em hỏi rằng là quý vị đã sẵn sàng chưa? Vâng ạ, chúng ta dùng hôn nhá. 1, 2, 3. Go! 2, 3. Go! 2, 3. Chúc mừng rồi. Vâng ạ, và xin được kính chúc thân thể của chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật vui vẻ và ngon lành ạ.